ngày 1 tháng 4 năm 1975, cánh cửa thép đèo Phượng Hoàng, phòng tuyến phía Tây Ninh Hòa của quân đội Sài Gòn bị phá vỡ. Như một hệ quả dây chuyền, quân địch ở Khánh Hòa trở nên mất kiểm soát. Ngày 2 tháng 4, quân giải phóng tiến vào giải phóng thị xã Nha Trang, cắm cờ trên nóc dinh tỉnh trưởng. Tỉnh Khánh Hòa hoàn toàn giải phóng. Giờ ta sắp sinh lại sổ, sao con chó này chừng đó không thua cả. Mày làm nếu gì cắt được cổ gà, trong khi mà mày chó gà còn chưa chà. Mày sửa sai cho đời ông nội mày, mà cứ là thích đi gây rối trật tự. Khánh Hòa năm đó nó tiếp sự thất thủ, trở thành tâm điểm trong đội phó thật bự. Hai cuộc đảo là máu của Việt Nam, nếu có chỗ cho mấy thằng tàu rồng, chứ dù bọn bay nước nó có bị biệt giam, còn phải cắt biết tụi nó thế đầu rồng. Trung Quốc xâm lược từ bao thế hệ nay, đều là kẻ thù của dòng máu Lạc Hồng. Dù con chết vẫn là ma Việt Nam, nếu cần thế giới hay lòng hay vật lòng. Chửi Gen Z là thế hệ ngu lồn, vậy mày chết ít thì sao thằng chó ngu đánh động thế hệ. Vậy tức là mày chửi luôn cả anh em bạn bè mày đó cu. Mười giờ thì cũng sắp tới trung thu, lấy thân anh đưa mọi người phá cổ. Có thằng năm xưa thấy không được em gái tao, bị nó block nên đâm được đá đổ. Vậy nhà nào thì nhà nó tự lo, xí vào rồi nói tao nhờ vả là sao. Thằng ốc gạt này cứ thích ngộ nhận, tao cho Trung Quốc đưa nước và là sao. Thằng phần này thì tự rất phong phú, rồi cháu mình có cái tính lại lỗi. Năm xưa ông nội mình phải cởi áo quần để cho thế hệ sau lấy cái mày đội. Người ta thì cắt sửa sai cho ông cha, nhủ bản thân vì sống thật phải đạo. Kiếm thằng nào rồi lụi để vai nhét, rồi nước gót ông cha mày vào tù cải tạo. Mày đánh đồng Việt Nam và tàu khự, lập luận vu lộn để thể tìm điều ra. Vậy tôi nhìn lại sự việc từ năm xưa, có chế độ nào đã đến mức trường xa. Nếu tao có là ông thầy mày thì tao chả dạy mày hơn gái đã chán chồng. Chẳng mày như bằng vệ sinh kém chất lượng, vì nó đéo có khả năng chống trà. Cái thằng đường tên Lợi Phúc Hoàng Minh bóp giấy mình đốt vào lòng khung gỗ. Trời tôi thiểu năng khi nghe nhạc AC, vì thưa thằng nào bỏ nhóm đến nghe nhạc lồ trôn đỏ. Round này thì mày phải bỏ rap, để thầy Phú dạy đơn Hoàng Cơ Minh. Xuyên tạc lịch sử và con người Việt Nam, vậy mới có phải là chế độ Hoàng Cơ Minh. Người Việt Nam phải biết sự Việt Nam, dựng lên vua hùng là những bông vật tên thù. Trong giặc ngoài chúng ta phải đề phòng với những âm mưu của đám chó Việt Tân. Bài này sẽ trở nên thiếu sót, nếu tôi chưa nhắc tới cái công để ân. Đó là bí mật đi tối mày muốn giấu, mà ngay từ đầu mày đã muốn ẩn đi. Cánh cửa tử thì mày đòi tự vào, là do mày ngu chứ đâu ai ép hại. Tương lai mày y như là mẹ mày, vì đã đến lúc thì nó phải khép lại. Ở cái giờ xuất sinh vài lãi sổ, thằng con chó này chừng nó còn thua cả. Mày làm nếu gì cắt được cổ gà, trong khi mà mày chó gà còn chưa chặt. Mày sửa sai cho đời ông đội mày, bằng cách là thích đi gây đối trật tự. Khánh Hòa năm đó nó tiếp sự thất thủ, trở thành tâm điểm trên đường pháo thật bự.